Xin chào thầy, em là Ngọc Thoại, lớp ra hàng mặt 42. Hôm nay em xin trình chuyên đề Dental Floss, chỉ định, chống chỉ định và vì sao dân vẫn dùng tâm. Bây giờ em sẽ nói về định nghĩa của chỉ nha khoa. Chỉ nha khoa được nhắc đến lần đầu tiên từ rất nhiều năm trước, từ năm 1819, bởi một nha sĩ có tên là Levi Speer Palmley. Chỉ nha khoa được cấp bằng sáng chế lần đầu cách đây 55 năm bởi Isaiah Hale M. Sutcliffe. Chỉ nha khoa do ông sáng chế có hình thức gần giống với chỉ nha khoa hiện nay mà chúng ta hay dùng. Còn chỉ nha khoa được sáng chế ra từ những năm 1800 chỉ đơn thuần là những sợi lụa không có sáp. Phải đến sau chiến tranh thế giới thứ hai, sợi lụa mới được thay bằng sợi ni lông. Chỉ nha khoa thường có hai dạng là dạng cuộn trong hộp và dạng gắn cố định trên một cung nhỏ như một cung tên. Chúng được làm từ những sợi ni lông nên chúng khá mỏng nhưng đàn hồi và có độ chắc chắn. Chỉ tơ có thể có sáp hoặc không, với đường kính lớn nhỏ tùy theo nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, chúng còn có chứa một số chất như là sodium chloride, tán nợ chloride, chất kháng vi sinh vật, v.v. tùy theo mục đích sử dụng. Về phần chỉ định, đối với những bệnh nhân có môi nha chu lành mạnh, không có tình trạng tụt núi cùng tiếp cận, vì khi vô tình sử dụng mạnh thì sẽ khiến cường độ nhấn chỉ xuống núi quá đà, sẽ dẫn đến viêm núi, chảy máu núi. Răng có bề mặt tiếp cận cong hoặc lồi hay phẳng. Về phần chống chỉ định là đối với các bệnh nhân có bệnh nha chu nặng vì những lý do sau đây. Thứ nhất là khi bắt đầu viêm nha chu, núi bắt đầu tách khỏi răng, hình thành nên những chiếc túi nha chu có thể bị viêm nhiễm, cuối cùng phá hủy xương và dẫn đến mất răng. Vì vậy, việc tác động lực của chỉ nha khoa lên răng càng khiến môi nha chu tăng thêm tình trạng viêm, mòn răng tiêu xương diễn ra nhanh chóng, dẫn đến răng lung lay và cuối cùng là hiện tượng mất răng. Thứ hai, nếu mà bệnh nha chu xuất hiện, bắt đầu hình thành túi nha chu rồi thì sẽ dễ bị chảy máu, lưu giữ nhiều vi khuẩn và mảng bám răng hơn, làm lây lan bệnh từ răng này sang các răng khác. Về phần công dụng của chỉ nha khoa, thứ nhất là ngừa chứng hôi miệng. Do sự trao đổi chất của các vi khuẩn trong mảng bám mà gây nên chứng hôi miệng, khi mà loại bỏ hết các mảng bám, vi khuẩn không còn môi trường để sinh sôi nữa thì chúng sẽ dần dần bị tiêu diệt. Và thứ hai là giúp ngăn ngừa sâu răng, những mảng bám và thức ăn tích tụ lâu ngày trong răng sẽ gây ra sâu răng. Vì vậy chúng ta nên khám răng định kỳ mỗi 6 tháng một lần để cạo vôi răng và mảng bám. Đánh răng mỗi ngày không thể loại bỏ hết các mảng bám nằm sâu trong kẽ răng. Vì vậy nhờ hình dáng thanh mảnh mà chỉ nha khoa sẽ giúp lấy hết các mảng bám và thức ăn còn đọng lại ở đó. Tiếp theo là chỉ nha khoa giúp tránh tổn thương cho răng núi, cho núi răng. Việc dùng tâm xỉa răng không những làm thưa răng mà còn khiến núi bị tổn thương. Đôi khi những chiếc gai gỗ sẽ đâm vào núi răng gây chảy máu, rách núi. Nhờ đó mà vi khuẩn từ tâm sẽ thâm nhập vào núi răng gây nên tình trạng viêm nhiễm. Chỉ nha khoa còn giúp đẩy lùi bệnh nha chu. Viêm núi là giai đoạn đầu của bệnh nha chu. Nguyên nhân chủ yếu là do những mảng bám giữa kẽ răng và núi. Dùng chỉ tơ không những loại bỏ mảng bám mà còn tiêu diệt các vi khuẩn gây hại do trong chỉ nha khoa có chứa chất kháng vi sinh vật. Chỉ nha khoa còn giảm việc hình thành cao răng, mảng bám và thức ăn thừa bị vôi hóa bởi nước bọt nên hình thành những mảng bám, những cao răng. Kết hợp việc đánh răng và dùng chỉ nha khoa sẽ giúp làm chậm sự tích tụ của cao răng. Cuối cùng là vì sao dân ta vẫn dùng tâm? Có rất nhiều lý do, vì thói quen dùng tâm đi vào vô thức của cộng đồng được đa số mọi người trong cộng đồng chấp nhận, nên đã có không ít người quy nó vào như một phong tục, như một văn hóa, dù cho các nha sĩ luôn khuyến cáo chúng ta không nên dùng tâm xỉa răng. Và từ thời xưa, tâm tre đã là một vật dụng rất quen thuộc với con người. Đây là một loại vật liệu dễ tìm và rẻ tiền. Và tâm tre cũng là rất dễ dàng để sử dụng và cũng rất tiện lợi. Có thể đưa tâm sâu vào trong hàm để lấy các mảng bám một cách dễ dàng. Về khía cạnh văn hóa dân gian, cho rằng đời sống văn hóa làng xã trong quá khứ của người Việt quanh năm xoay vòng trong các lễ lạc cúng quẩy. Hầu hết thảy những câu chuyện làng nước tương tác được đàm đạo quanh các mâm rượu thịt đề ngoài, nên ngậm tâm là cung cách để giữ hình ảnh thể diện giao tiếp vệ sinh trên mâm cỗ.
Về mặt biểu tượng cũng là thể hiện sự no đủ hay dấu chỉ cho người đối diện thấy mình mới dùng bữa xong. Chuyện xỉa răng là hậu quả của việc bỏ tục ăn trầu nhuộm răng của người phụ nữ thời xưa. Người ta thay trầu bằng một que tăm, bằng việc làm sạch miệng thì cũng đỡ thừa thải hai tay và đỡ buồn miệng. Thói quen dùng tăm có liên quan đến đặc thù phát triển về khung hàm, sự bố trí răng của người Việt. Do dùng chất xơ, thức ăn sống, thói quen thích nhai nghiền phần thịt xương nên hầu hết người Việt đến tuổi trưởng thành thì khoảng cách giữa các chân răng có xu thế thưa ra, dễ gây chứng mảng bám, hoi răng vì kẽ hở giữa các răng đã rộng ra rất nhiều. Và vì nhiều người không biết cách sử dụng chỉ nha khoa, đối với một số người, dùng chỉ nha khoa là cả một quy trình phức tạp, rườm rà, không thực sự hiệu quả. Không biết chọn loại chỉ nha khoa phù hợp với cấu trúc răng, nếu dùng chỉ nha khoa không cẩn thận và quá sát với nướu cũng có thể gây ra chảy máu. Sử dụng tăm tre lại tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với việc dùng chỉ nha khoa, vì phải len lỏi chỉ trên từng khung hàm, trên từng bề mặt răng của mỗi chiếc răng. Vì chưa hiểu rõ hết công dụng của chỉ nha khoa và vì nhiều nhược điểm của chỉ nha khoa, như là đòi hỏi người dùng phải khéo léo vì sẽ phải dùng tay căng chỉ và luồn hết qua các kẽ răng, gây nhiều khó khăn trong việc làm sạch những chiếc răng hàm tổng bên trong đối với những người mới bắt đầu. Và chúng ta phải há miệng ra rất lớn chứ không e dè như dùng tăm tre. Không thân thiện với môi trường do chất liệu từ ni lông, đắt tiền rất nhiều so với tăm tre và dễ dàng làm tổn thương nướu do không kiểm soát được lực tay khi vệ sinh mảng bám. Nguy cơ gây tiêu xương và mòn răng khi có bệnh nha chu nặng hoặc sử dụng không đúng cách. Cuối cùng là do chỉ có tính chất bổ sung chứ không thể thay thế phương pháp chảy răng được. Phần trình bày của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn thầy đã lắng nghe.